Trong thiết kế UI UX thì đằng sau thành công của mỗi sản phẩm đều có bóng dáng của một quy trình thiết kế chuyên nghiệp. Vì vậy, với tư cách là một trong những design agency hàng đầu thế giới, thì quy trình tại Lollipop là quy trình gì? Bao gồm những giai đoạn nào? Và trong từng giai đoạn thì đâu là công việc mà team design phải thực hiện? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời thông qua tập 2 của podcast UI UX. Hello mọi người, mình là Quân và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về quy trình thiết kế linh hoạt, hay còn gọi là Agile Design Process, đang được áp dụng trong hầu hết các dự án tại Lollipop. Về cơ bản, Agile Design Process được Lollipop lấy cảm hứng từ Design Thinking Process của Don Norman, vốn là một quy trình rất nổi tiếng trên thế giới và đã được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng thành công như Apple, Airbnb và Uber. Tuy nhiên, thay vì phân chia thành 5 bước như trong Design Thinking Process, thì tại Lollipop với Agile Design Process thì chúng tôi gộp tất cả các công việc về thiết kế chỉ trong 2 giai đoạn, đó là Research và Design, để mang lại một giải pháp linh hoạt và tối ưu hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, với việc định vị là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ end-to-end, tức là từ thiết kế cho tới phát triển sản phẩm, thì Agile Design Process của Lollipop còn bao gồm giai đoạn Build, tức là xây dựng ở cuối quy trình. Nói thêm một chút về lý do tại sao việc Lollipop gom tất cả các công việc về thiết kế chỉ trong vỏn vẹn có 2 giai đoạn sẽ mang tới giải pháp linh hoạt và tối ưu hơn. Thì khi các khách hàng doanh nghiệp tiếp cận với Lollipop, thì mỗi bên sẽ có những nền tảng sản phẩm và nhu cầu thiết kế khác nhau. Ngoài ra, họ cũng chịu áp lực về ngân sách và thời gian khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng các giai đoạn của Design Thinking cần phải linh hoạt, có sự điều chỉnh cần thiết nhằm phù hợp cho từng bối cảnh. Ví dụ như là doanh nghiệp đã có sẵn website hoặc app cùng với data về trải nghiệm người dùng trên sản phẩm đó, thì team thiết kế có thể tận dụng cái data này và bỏ qua cái bước nghiên cứu về hành vi người dùng. Thì điều này không chỉ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí mà còn giúp Lollipop tối ưu được thời gian thiết kế. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào từng giai đoạn của Agile Design Process. Đầu tiên, ở giai đoạn Research, thì team sẽ tập trung thấu hiểu và đồng cảm với những vấn đề mà doanh nghiệp và người dùng đang gặp phải. Và để làm được điều này, Lollipop sẽ đặt câu hỏi về các khía cạnh như Vision, tức là tầm nhìn của công ty đối với sản phẩm là gì, và công ty muốn truyền tải những thông điệp gì đến với người dùng thông qua sản phẩm này. Và tiếp theo là Unique Value Proposition, tức là sản phẩm sẽ giải quyết pain point nào và mang lại những giá trị gì cho người dùng. Use Case, tức là người dùng sẽ sử dụng sản phẩm trong trường hợp như thế nào và quá trình sử dụng nó sẽ diễn biến ra sao. Và cuối cùng là Competition, đâu là những đối thủ lớn nhất của công ty và sản phẩm này sẽ có những khác biệt gì so với các sản phẩm đang có trên thị trường. Sau khi nhận được các câu trả lời, designer sẽ tiến hành tổng hợp thông tin và phân tích, từ đó xác định problem statement chính của dự án. Và đôi khi dựa vào thông tin mà doanh nghiệp cung cấp, thì Lollipop sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể nhằm tối ưu hóa chiến lược phát triển sản phẩm. Nói một chút về problem statement. Về cơ bản, problem statement là phần mô tả ngắn gọn về trạng thái hiện tại của một vấn đề, trạng thái mong muốn đạt được trong tương lai và những khoảng trống tồn tại giữa hai trạng thái đó. Problem statement giúp cho team design hiểu rõ vấn đề cần giải quyết và cung cấp một cái nhìn tổng quan cho toàn bộ quá trình thiết kế sản phẩm. Sau khi hoàn thành problem statement, team UX sẽ tiến hành các buổi discovery workshop với phía khách hàng nhằm thống nhất về hướng tiếp cận của dự án. Xuyên suốt quá trình này, team cũng sẽ thực hiện các nghiên cứu và tạo dựng một số deliverables như SWOT analysis, là một mô hình phân tích tình hình kinh doanh. Empathy map là một công cụ trực quan giúp designer hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của người dùng. User persona là bản mô tả chân dung người dùng theo nhiều phương diện như hồ sơ người dùng, điểm đau và mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có user journey map, là một bản đồ mô tả tuần tự về hành trình tương tác của người dùng với sản phẩm. Hay competitive analysis là bản phân tích và đánh giá các giải pháp của đối thủ cạnh tranh. Và cuối cùng là design audit, là bản đánh giá mổ xẻ sản phẩm nhằm xác định những điểm mạnh và điểm yếu hiện có. Những deliverables này sẽ là nền tảng cho giai đoạn thiết kế tiếp theo. Có thể xem đây là giai đoạn quan trọng nhất của dự án, khi mà các UX và UI designer phải phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm tìm ra giải pháp thiết kế phù hợp nhất. Lúc này, vai trò của khách hàng sẽ chuyển từ định hướng sang theo dõi và đánh giá. Đầu tiên, các designer sẽ tham gia vào quá trình brainstorming nhằm tạo ra càng nhiều ý tưởng càng tốt. Việc này sẽ giúp tăng khả năng tìm ra giải pháp hiệu quả cho dự án. Thông thường, các ý tưởng tốt nhất từ quá trình brainstorming này sẽ được gắn lên một hành trình người dùng lý tưởng trong tương lai, được thể hiện dưới dạng User Journey to Be hoặc được minh họa dưới dạng Storyboard, nhằm giúp cho khách hàng dễ dàng hình dung được thiết kế mới sẽ mang lại những trải nghiệm gì cho người dùng. Bên cạnh đó, để đáp ứng các dự án có yêu cầu khắt khe về mặt kinh doanh,
thì designer cần đề xuất một lộ trình phát triển sản phẩm và một bộ các chỉ số để đo lường tính hiệu quả của thiết kế mới. Sau đó, các user flow và task flow sẽ được tạo ra nhằm xác định các bước mà người dùng cần thực hiện để hoàn thành các tác vụ trên sản phẩm. Và information architecture sẽ được xây dựng để sắp xếp cấu trúc thông tin trên giao diện. Bên cạnh đó, định hướng thiết kế cũng sẽ được tạo ra dưới dạng mood board và visual direction, giúp đề ra những nguyên tắc cũng như phong cách chủ đạo nhằm đảm bảo cho sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình thiết kế. Tiếp đến, designer sẽ lên wireframe hoàn thiện visual direction và prototype. Với wireframe, UX designer có thể phác thảo bố cục các thành phần trên giao diện, làm cơ sở để UI designer hoàn thiện visual design, nghĩa là các bản thiết kế trực quan, sát với yêu cầu của khách hàng và cân bằng giữa nhiều yếu tố như tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và khả năng công nghệ. Còn với prototype, designer cùng với khách hàng có thể kiểm tra tính khả thi và tương tác của giải pháp thiết kế, từ đó thực hiện các thử nghiệm nhằm tìm ra các khu vực cần cải thiện, tiến hành chỉnh sửa và tối ưu bản thiết kế trước khi đưa vào giai đoạn phát triển. Và cuối cùng, UI Style Guide sẽ được hệ thống hóa và bàn giao cho các team liên quan, đảm bảo cho sự nhất quán về giao diện khi xây dựng và quảng bá sản phẩm. Ở giai đoạn phát triển, thì team design sẽ bàn giao các tài liệu thiết kế cho team dev như là Information Architecture, Visual Design, Prototype và Style Guide hoặc là Design System. Để từ đó, team dev có thể bắt đầu các công việc lập trình front-end và back-end. Trong quá trình này, nhằm đảm bảo cho các yếu tố thiết kế hoạt động hiệu quả và đáp ứng được mong đợi của khách hàng cũng như người dùng, thì việc giao tiếp và hợp tác giữa hai team là cực kỳ quan trọng. Trong khi team dev cần nắm được giải pháp của team design nhằm lập trình đúng theo yêu cầu thiết kế, thì team design cũng cần phải lắng nghe và hiểu rõ những đặc điểm về phạm trù kỹ thuật, từ đó có thể đưa ra những điều chỉnh cần thiết nhằm tạo nên một cái thiết kế thân thiện với lập trình. Bên cạnh đó, đội ngũ QA QC cũng sẽ liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm và khắc phục các trục trặc về kỹ thuật trước khi bàn giao cho phía khách hàng. Ok, vừa rồi là màn bóc tách về Agile Design Process, quy trình thiết kế linh hoạt của Lollipop. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ tụi mình. Và nếu có cảm nghĩ gì về video hay có bất kỳ câu hỏi nào về UI UX, hãy comment xuống phía dưới. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.